Cộng đồng mạng quốc tế phẫn nộ tẩy chay khách Tây vì dám làm hành động xem thường Việt Nam. Tại sao lại giận dữ và ném tiền của người khác xuống đất? Trên tờ tiền có hình của lãnh tụ, thật đáng chỉ trích. Ủng hộ chủ quán, dù cô ấy có là người Pháp giống tôi, nhưng cách cư xử này thật không chấp nhận được. Vậy mà người châu Á luôn nói rằng chúng ta là văn minh, vẫn có những người khách nước ngoài tệ hại như vậy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Netizen React. Chúng ta vẫn luôn nói rằng Tây văn minh lắm, Tây hiện đại và lịch sự lắm. Đúng là những cái tốt thì chúng ta nên học hỏi, nhưng nơi đâu cũng có người này, người kia, không phải ai cũng lịch sự văn minh. Video ngày hôm nay sẽ cho bạn thấy một cái nhìn rất khác về Tây mà chúng ta hay nói. Điển hình là mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, một tiệm làm tóc có tiếng đã bất ngờ đăng lên một đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ du khách nước ngoài ném tiền xuống đất tại tiệm làm tóc. Điều đặc biệt là thái độ phách lối của vị khách Tây đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Nhiều người nước ngoài cũng không thể bênh nổi hành động xúc phạm Việt Nam nghiêm trọng của chị gái. Vậy đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Netizen quốc tế đã có phản ứng ra sao? Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, trên mạng xã hội TikTok đã xuất hiện đoạn clip ghi lại hành động kém văn minh của một cô gái người nước ngoài khi thẳng tay ném tiền xuống đất và bỏ đi, khiến cư dân mạng nổi đóa. Tuy nhiên, nhân viên của cửa tiệm salon làm tóc đã can ngăn, bắt buộc phải nhặt lên vì đó là hành động thiếu tôn trọng với đồng tiền Việt Nam. Bạn không được ném tiền của nước Việt Nam chúng tôi xuống đất như vậy, xin hãy nhặt lên. Anh Triệu Sơn, 27 tuổi, chủ tiệm làm tóc trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ra sức thuyết phục nữ du khách nước ngoài. Anh Sơn cho hay, bản thân anh và các thợ làm tóc ở tiệm rất bức xúc khi chứng kiến cảnh nữ du khách quay lại ném tiền về phía anh. Toàn bộ sự việc được camera an ninh quay lại và được anh Sơn đăng tải lên mạng xã hội. Theo lời kể của anh Sơn, sự việc xảy ra vào khoảng 19:30 ngày 19 tháng 5. Thời điểm xảy ra sự việc, một nữ du khách người nước ngoài đã có đến tiệm yêu cầu nhuộm tóc. Người này yêu cầu chúng tôi nhuộm phần ngọn tóc màu nâu, đuôi tóc màu sáng. Chúng tôi gói tư vấn gói dịch vụ có giá 2 triệu đồng, anh Sơn kể. Sau đó, nữ du khách nói bản thân chỉ có 1 triệu 950 nghìn, anh Sơn vẫn đồng ý nhuộm tóc với số tiền đó. Trong quá trình nhuộm, nữ du khách có phàn nàn về kỹ thuật nhuộm của thợ. Chị ấy có hỏi vì sao không nhuộm phần ngọn trước mà lại nhuộm đuôi tóc trước, chúng tôi mới giải thích đây là kỹ thuật của thợ. Lát sau, chị ấy tiếp tục đổi ý muốn nhuộm kiểu balayette, nhưng kiểu nhuộm này rất đắt tiền, có giá là 3-4 triệu đồng nên tôi đã tư vấn kiểu khác thì người này đồng ý, anh Sơn nói. Ngay lúc đó, thợ ở tiệm đã đổ đi bát đựng thuốc nhuộm ban đầu để đổi thành bát thuốc nhuộm mới. Thế nhưng, khi đã nhuộm xong, nữ du khách cho rằng phần ngọn quá đen và phần đuôi có màu đỏ. Chúng tôi có ảnh chụp lại lúc vừa nhuộm xong, phần ngọn màu nâu và phần đuôi màu vàng, hoàn toàn không có màu đen và đỏ như vị khách đó phàn nàn, anh Sơn cho hay. Lúc này, vị khách tỏ ý không muốn trả tiền, anh Sơn liền thông báo sẽ gọi cho công an thì người này mới đổi ý, yêu cầu được nói chuyện với bạn của mình. Nữ du khách gọi cho bạn, người đó tự xưng là luật sư ở Việt Nam của chị này. Tôi có kể toàn bộ sự việc cho anh ấy nghe, lát sau, nữ du khách này mới đem tiền ra phía trước và ném về phía tôi, anh Sơn bức xúc. Do đang tư vấn cho hai vị khách nước ngoài khác, anh Sơn liền cảm thấy bất ngờ và tức giận khi chứng kiến sự việc. Ngay sau đó, anh đã yêu cầu vị khách nước ngoài này nhặt tiền lên. Tôi rất bức xúc trước hành động thiếu tôn trọng của nữ du khách, dù tóc có bị làm sai, không vừa ý thì cũng không nên vứt tiền như vậy, anh Sơn nói. Đến khi anh Sơn lấy điện thoại ra ghi hình, người này mới đồng ý nhặt tiền lên và đập mạnh lên quầy, bỏ đi. Sau khi về, người này còn nhắn tin dọa sẽ kiện chúng tôi. Ngoài ra, trên đánh giá của Google, tiệm chúng tôi còn nhận được những lời bình luận ác ý, vô căn cứ và đánh giá 1 sao làm ảnh hưởng đến uy tín của tiệm, anh Sơn chia sẻ. Chủ tiệm làm tóc chia sẻ, anh đã từng gặp rất nhiều trường hợp quỵt tiền. Ban đầu, tôi thấy nữ du khách này cứ tìm cách chê nên tôi cũng nghi, không ngờ mọi chuyện lại đúng như những gì tôi nghĩ, anh cười, nói. Theo chủ tiệm làm tóc, trong trường hợp tóc không ưng ý, nữ du khách vẫn có thể góp ý với anh và đưa ra hướng xử lý phù hợp. Bản thân anh vẫn sẵn sàng sửa lại tóc hoặc giảm giá, nhưng hành động thiếu tôn trọng như trên là không chấp nhận được. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, sau đó cửa tiệm đã nhận hàng loạt đánh giá 1 sao trên mạng xã hội, khiến danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề. Những đoạn clip về vụ việc được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc đối với vị khách hàng ngoại quốc vì hành động ném tiền rất phản cảm và gây ảnh hưởng và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, netizen cũng ra tay cứu tiệm salon bằng cách đánh giá 5 sao cho cửa tiệm về cách hành xử chuyên nghiệp khi giải quyết mâu thuẫn. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều netizen quốc tế đã bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của du khách nói trên và yêu cầu cô gái nên có lời xin lỗi về thái độ của mình tới người dân Việt Nam.
Tuy bạn nhân viên nam không nói được tiếng Anh, nhưng bạn ấy cư xử rất văn minh. Tại sao lại giận dữ và ném tiền của nước khác xuống đất? Trên tờ tiền có hình của lãnh tụ, thật đáng chỉ trích. Ủng hộ chủ quán, dù cô ấy là người Pháp giống tôi, nhưng cách cư xử này thật không chấp nhận được. Vậy mà người châu Á luôn nói rằng chúng ta là văn minh, vẫn có những người khách nước ngoài tệ hại như vậy. Sau khi xem lại đoạn clip này, mình tin rằng nhiều người chỉ cần coi clip và nhìn chị nước ngoài này thôi cũng đủ để cảm thấy bức xúc rồi. Tiếc là nhân viên trong salon không biết tiếng Anh nhiều nên rất khó để nói chuyện làm rõ. Tuy rất tức giận nhưng mà thái độ của nhân viên vẫn rất chuẩn mực. Các bạn không hề dùng bạo lực bằng hành động hay lời nói, chỉ cương quyết không cho ra. Chỉ khi nào chị Tây kia nhặt tiền lên mới cho ra. Có thể nói chủ quán và nhân viên của quán xứng đáng được nhận 10 điểm. Người Việt Nam tuy không giàu có như những nước khác, nhưng chúng ta không hèn. Chúng tôi có thể miễn phí cho bạn nếu bạn không hài lòng, nhưng không chấp nhận hành động coi thường Việt Nam như bạn. Việc ném tiền của một quốc gia có thể được coi là một hành động coi thường quốc gia đó và cũng có thể bị xem là một hành động xúc phạm đến nền văn hóa và truyền thống của quốc gia đó. Tiếng Việt của chúng tôi là linh hồn, là tinh túy, là văn hóa, là tất cả những gì đáng quý trọng nhất của người Việt. Không phải vì giá trị của đồng tiền, mà là vì trên tờ tiền Việt có hình ảnh của Bác Hồ. Chủ quán đã chặn cô gái ấy lại và yêu cầu cầm tiền lên chính là vì điều đó. Đến nay, những đoạn clip về vụ việc được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cộng đồng mạng Việt Nam cũng bày tỏ sự bức xúc đối với vị khách ngoại quốc vì hành động ném tiền rất phản cảm và gây ảnh hưởng vi phạm pháp luật này. Mỗi một tờ tiền đều có in hình Bác, tiền là đại diện cho mỗi một quốc gia để giao thương. Cô gái cố tình ném nó là xem Việt Nam ta không ra gì rồi, cần phải xử lý công khai. Quá đỉnh em trai, cảm ơn em. Lòng tự trọng, tự hào về mình là người dân Việt Nam. Lời của em nghe nhẹ nhàng mà đầy uy lực, tự hào dân tộc. Đừng quên trong quá khứ, chúng tôi cần đánh thắng cả nước Mỹ. Việt Nam chúng tôi cần được tôn trọng. Tán dương cậu thanh niên vì tôi cũng là người Việt Nam. Tôi không chấp nhận được hành vi trên. Quả thật, dù không hài lòng với dịch vụ, cũng không nên ném tiền xuống đất như thế. Làm như vậy thật sự thiếu văn hóa và không tôn trọng người khác. Mà đã không tôn trọng người khác thì chắc chắn sẽ không có người tôn trọng mình. Cái gì cũng có nhân quả của nó, cái gì cũng có thể khiếu nại, nhưng làm vậy là thiếu tôn trọng con người, thiếu tôn trọng quốc gia mà mình đến. Mặt khác, qua đây chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng không phải người Âu nào cũng là văn minh. Rất mong cơ quan chức năng nên làm rõ, đúng sai, tìm hiểu thêm về giá cả, chất lượng của tiệm tóc để thông cáo báo chí. Rõ ràng, việc giữ gìn hình ảnh du lịch Việt Nam là quan trọng hàng đầu và cũng mong rằng từ nay về sau, Việt Nam không đón tiếp thêm những vị khách Tây kém duyên như thế này nữa. Còn các bạn sau khi xem xong video có cảm nhận như thế nào, hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Video cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.